Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lật tẩy mối quan hệ mờ ám giữa Phạm Minh Chính và Vũ Nhôm. Theo tiểu sử thông báo rộng rãi tại báo chí nhà nước, từ năm 2006 cho đến tháng 12 năm 2009, ông Phạm Minh Chính là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an. Trong thời kỳ này, ông Chính được ông Nguyễn Tấn Dũng mời kiêm nhiệm vị trí chuyên viên văn phòng chính phủ, giảng viên đại học dạy tại các trường công an. Phan Anh Vũ, biệt danh là Vũ Nhôm, sinh năm 1975. Phan Anh Vũ là thuộc hạ dưới quyền của Phạm Minh Chính. Trước khi được thăng chức lên Phó Tổng cục trưởng rồi phụ trách Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an, thì vào ngày 1 tháng 10 năm 2009, ông Phạm Minh Chính đã kịp thăng hàm cho Phan Anh Vũ từ trung tá lên thượng tá. Việc xét thăng hàm quân hàm này khá bí mật, thậm chí không ai biết Phan Anh Vũ là công an cho đến khi Phan Anh Vũ bị bắt và bị công khai hồ sơ điều tra. Đây là bước đầu lập nghiệp của ông Phan Anh Vũ được ông Phạm Minh Chính nâng đỡ. Tuy nhiên, sau đó Phạm Minh Chính chuyển sang công tác tại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật giai đoạn vào tháng 12 năm 2009 cho đến tháng 8 năm 2010. Rồi từ tháng 8 năm 2010 cho đến tháng 8 năm 2011, ông Chính giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, sau đó được Bộ Chính trị điều động phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Kể từ đó, ông tách ra khỏi Bộ Công an và bỏ lại đàn em Phan Văn Anh Vũ bơ vơ không còn chỗ dựa. Đây là hình ảnh Vũ Nhôm, một sĩ quan tình báo công an, từng làm việc dưới trướng của ông Phạm Minh Chính. Phan Văn Anh Vũ sau đó được Trần Đại Quang đỡ đầu. Việc ưu ái Phan Văn Anh Vũ đứng ra thành lập công ty Bình Phong của Bộ Công an có tên là Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 là một sự ưu ái rất lớn. Được biết các cổ đông công ty này toàn là những tên tuổi lớn như Saprodex nắm 20,1% cổ phần, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nắm 63,38% cổ phần. Và câu hỏi đặt ra là vì sao Vũ Nhôm bị đánh tơi tả đến như vậy? Vũ Nhôm được một thế lực chính trị lớn chống lưng để làm ăn kinh tế thông qua việc núp bóng Công ty Bình Phong Tổng cục 5 và Tổng cục Tình báo Bộ Công an để kinh doanh bất động sản. Mà thực chất điều này là họ đã mua bán công sản để hưởng lợi hàng ngàn tỷ đồng, ai mà không biết. Song người đại diện cho Công ty Bình Phong của Tổng cục 5 là Thượng tá Tình báo Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm. Nghĩa là các dịch vụ kinh tài này là của Bộ Công an. Vì thế người ta không thể truy tố Vũ Nhôm về tội tham nhũng, tham ô, mà là tội tiết lộ bí mật nhà nước. Như thế có thể hiểu rằng đằng sau câu chuyện ai đó đã tung tài liệu mật về Tổng cục 5, tức là Tổng cục Tình báo Bộ Công an, chỉ là vấn đề xoay quanh nhân vật Phan Văn Anh Vũ mà thôi. Nó không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc, mà nó còn là vấn đề liên quan đến quyền lực trong Bộ Công an. Vì Vũ Nhôm đã được ai bảo kê nếu không phải là ông Trần Đại Quang? Vì ai cũng biết Tổng cục Tình báo Bộ Công an là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, không chỉ là người đồng hương Ninh Bình mà còn là một tay chân thân tín của ông Quang. Vì thế, tung tài liệu tình báo tuyệt mật nhằm đánh phá Tổng cục 5, tức là người ta muốn đánh phá, là mất uy tín của ông Trần Đại Quang. Tại Bộ Công an, ông Nguyễn Phú Trọng muốn nắm lấy bộ này, nhưng vì vướng phải tầm ảnh hưởng của ông Trần Đại Quang, làm Tô Lâm không thể điều khiển bộ này, nên cái kết thảm đã đến với ông Trần Đại Quang, và đệ tử của ông Quang là Vũ Nhôm cũng không thể thoát. May cho ông Phạm Minh Chính là khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư, ông Chính đã rời khỏi Bộ Công an. Chứ nếu không thì ông Phạm Minh Chính cũng rất có thể sẽ bị vạ lầy. Được biết, việc đào tạo ra Vũ Nhôm rồi chuyển vào tay Trần Đại Quang cho thấy Phạm Minh Chính không đứng cùng phe với Tô Lâm ở Bộ Công an mà đứng chung với Trần Đại Quang. Đây là hình ảnh Trần Việt Tân, một tướng tình báo, nhưng Phạm Minh Chính không hề hắn gì mà ông Trần Việt Tân thì lại bị thân bại danh liệt khi ở lại Bộ Công an. Nếu nói về ông Đinh La Thăng bị hành hạ nhiều lần vì đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng, thì ông Phan Anh Vũ cũng chịu chung số phận tương tự như Đinh La Thăng khi bị ông Tổng Bí Thư lôi ra tòa hết lần này đến lần khác. Phan Anh Vũ giống như bao cát là nơi ông Nguyễn Phú Trọng đánh đấm, chút giận. Cùng chung số phận với Phan Anh Vũ còn có ông Trần Việt Tân, người cũng từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, và sau đó ông Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, dưới trướng ông Trần Đại Quang giai đoạn 2011-2016. Nếu ông Phạm Minh Chính không được Nguyễn Tấn Dũng bốc đi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh,
thì rất có thể số phận ông Phạm Minh Chính không khác mấy số phận của ông Trần Đại Quang và Trần Việt Tân. Và như vậy thì với việc Trần Đại Quang không còn, ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh mạnh vào Phan Văn Anh Vũ nhằm mục đích gì? Như đã nói, cái gốc của Phan Văn Anh Vũ là người đào tạo và cất nhắc bởi Phạm Minh Chính, rồi sau đó để cho Trần Việt Tân và Trần Đại Quang dùng. Trần Việt Tân thì hiện nay đang rơi vào vòng lao lý vì cái bẫy lò đốt tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Dân Đà Nẵng từ lâu đã có đồn đoán về mối quan hệ giữa ông Trần Đại Quang và Vũ Nhôm. Người ta thấy có lần ông Trần Đại Quang còn là Bộ trưởng Bộ Công an, từng có mặt tại căn nhà 82 Trần Quốc Toản, Hải Châu, Đà Nẵng, là nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ. Ông Phan Văn Anh Vũ có biệt danh là Vũ Nhôm thì đã đang ngồi tù, nhận mức án tổng cộng tới 30 năm tù giam vì các tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ hoặc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo kết luận điều tra của Công an, vào tháng 6 năm 2017, ông Phan Anh Vũ đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất, công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang, người được cho là có mối quan hệ thâm giao với Vũ Nhôm. Hiện nay, mọi lĩnh vực động tĩnh của Phan Anh Vũ đều bị buộc tội, và mới đây, ông Phan Văn Anh Vũ lại bị buộc tội đưa hối lộ. Và phía công an cho rằng Phan Văn Anh Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển tới 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà. Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa 500.000 đô la để Hòa chuyển cho lãnh đạo này. Song ông Hòa đã phủ nhận. Công an cũng cho biết ông Phan Anh Vũ đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng ông chỉ đưa thuốc lá, xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc mà thôi. Thông thường thì công an của Đảng Cộng sản Việt Nam rất dễ hối lộ, nhưng lần này mọi nỗ lực của Phan Anh Vũ đều bị thất bại và kết tội. Điều đó có nghĩa là vụ án Phan Văn Anh Vũ là vụ án không ai muốn dây vào. Các cảnh sát điều tra hiểu rằng nếu lấy bất kỳ lượng món quà nào từ Phan Anh Vũ đều sẽ bị vạ lây. Ông Phan Anh Vũ sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Công an cũng đề nghị truy tố ông Phan Anh Vũ về tội đưa hối lộ theo quy định của Điều 364 khoản 4 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Họ cũng đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa về tội môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 365 khoản 4 Bộ Luật Hình sự 2015. Không biết có phải ông Phan Anh Vũ là người được ông Phạm Minh Chính đào tạo và cất nhắc mà lại bị vạ lây như vậy hay không thì chưa rõ. Tuy nhiên, bây giờ mà còn tấn công Vũ Nhôm thì điều đó cho thấy vụ án còn có gì đó rất bất thường ẩn khuất phía sau. Và câu hỏi đặt ra là liệu Phạm Minh Chính có làm gì để có thể cứu đệ tử ruột của mình hay không? Phạm Minh Chính sẽ là thế lực số 1 ở chính trường Việt Nam thì điều đó ai cũng nhận ra. Tuy nhiên, với tình cảnh đang bị án chồng án thế này thì Phạm Minh Chính có muốn cứu Vũ Nhôm cũng không thể, vì vụ án Vũ Nhôm đã đi quá xa. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính sẽ không thể để tình cảm vướng vào sự nghiệp của mình. Trong trò chơi chính trị không được vướng vào chuyện tình cảm, điều này có lẽ ông Phạm Minh Chính hiểu hơn ai hết. Chính ông Phạm Minh Chính đã tách ra khỏi Bộ Công an để đến làm chủ một tỉnh giàu như Quảng Ninh cho thấy ông Phạm Minh Chính đã tính đường tránh né chuyện đấu đá trong nội bộ của Bộ Công an từ rất lâu. Mà một khi ông Chính đã dám vứt bỏ lại tương lai có vẻ sáng lạn tại Bộ Công an để rẽ qua các nhánh khác, thì điều đó cũng có nghĩa là ông Chính vứt một đàn em xa xưa là chuyện đơn giản. Và lúc này, ông Nguyễn Phú Trọng có dù có chút giận lên Vũ Nhôm thế nào, thì ông cũng chẳng làm gì được Phạm Minh Chính. Và ông Chính chắc chắn vẫn chuẩn bị những kế hoạch cho tương lai của mình để loại trừ Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 với bản tin lật tẩy mối quan hệ mờ ám giữa Phạm Minh Chính và Vũ Nhôm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.